Hôm nay xả giảm con ếch càng cho anh em về xuống áo lên áo hoặc là binh dọn theo tùy ý nha anh em. Cái dòng ếch càng này hiện giờ là nó đang có giá hơn so với dòng hai càng. Ví dụ như hai càng mà nó tầm này xe thì mình bán chắc khoảng cỡ 13, 13 năm. Nó như con này nó mất hơn 4 năm cũ. Cho thị trường một càng bây giờ anh em ta lười bóc cột á, người ta cũng ưa chuộng. Ví dụ như anh em trẻ thì không nói, còn anh em lớn lớn xíu hay có vợ có con chạy mấy cái xe hai càng không có đưa rước mấy đứa nhỏ được gì được, khó khăn rồi, trong hút thuốc cũng không hút được ha. Còn mấy thằng này thì nó dễ, con này nó ghim, xe này kia bô nó yếu cái bô. Nói chung ra em cũng trừ tiền đó này đó, chứ có chiếc khách đem lại bán em trả hai mấy, cũ không bán là không đó anh em. Con này chắc 21 quá, 22 có chiếc, trong khi khách mà đem lại bán là trả hai mấy, cũ không bán là không đó. Rồi số đẹp quá ha, chất lượng đó. Con này 18 năm mà anh em ha, này là biển số Kiên Giang luôn. Anh em mua về anh em binh dọn xuống áo, đi máy lên dên đột trái vậy đó, tùy. Cái bô nổ sạch sẽ. Như máy nó nói chung nó cũng này, con này nó gõ trái nhẹ nè, nhưng mà lúc kêu đúng không. Cái này anh em về chỉnh cái bô lại đó, chỉnh cái bô là anh em đi thôi. Còn cái máy đó thì anh em nó vậy đó, cái dòng này nó cái lỗi chung nó vậy đó, cái điểm dở nó là vậy đó đó ha. Nè nó không kêu nha, nó không kêu lần, nhưng mà có nó dặn lúc kêu không dặn mình trả xe kỹ, mình báo cho anh em để anh em biết, anh em lường đó. Nó kêu là nó gõ, nếu mà nặng là gõ cọc cọc liền à ha. Rất là ok, da yên đồ còn luôn nè. Nó mà mười mấy cũ về đi con này nó ngon hơn. Cái gì dùng cái xe cũ mà, với quan trọng giá cả thôi. Mình về cái nào phù hợp thì mình chỉnh thấy mình từ từ. Như bản thân nó anh em chạy bình thường rất là ngon, không có gì phải gấp làm hết á. Không về phải bắt cờ phải là làm liền mày mới đi được, còn không là không đi được. Không. Anh em về anh em chạy bao anh em xài đó. Bao xài bao quay đầu. Có mười mấy cũ anh em xe này bán kiểu gì mà không ra mười mấy cũ. Đó, lỗ gì đó mà sợ mà không dám chơi. Con này thật chị anh em luôn, em mua 7 năm rồi, ta lên ta đổi xe mình thu rẻ quá đâu có được. Bá anh em 18 năm nó tính công cán thầy thợ anh em gọn rửa vệ sinh các kiểu, nó vô tính ra lại còn có mấy xị bạc thôi đó, thành ra em không bớt được. Hôm anh em nào trả em không bớt đâu, thà em đem ra em review vậy nè đó, cho anh em về anh em làm theo ý mình. Em đi anh em thay vậy anh em mua mấy con Sirius Alpha, anh em đi con này uy tín biết nhiêu luôn đó, đi ngon im thôi. Còn cái bô này thì trong hãng này nó có bán đầy mà, bô loại 5 số này thì giá không có mắc như loại 4 số đâu, như loại tứ đó đâu ha. Đó, anh em dọn hình này rất đẹp luôn, nước sơn nó còn ghim chân luôn. Cái bô này về anh hàng đó thôi, không phải nhất thiết mua nữa đó, hình rất là đẹp, màu đỏ đen là khói rất đẹp ha. Anh em nào ưng ý thì alo em ủng hộ, chứ giá này nó quá tốt rồi đó, bán rồi nhiều khi anh em kêu kiếm giống con gì để anh em về bên dọn biết đâu ra đó, chứ giờ anh em ta lại đổi xe mình thu ép quá đâu được, cho nó vừa nó phù hợp với nhau. Con này thu giá này cũng hợp lý cho anh ta rồi, nó cũng rất là ok đó. Đèn đốm đồng hồ đồng thiết đồ không bể không đứt không lỗi không gì cho anh em dọn không đó, mấy cái chi tiết cơ bản nó giữ đẹp trên luôn nè, đèn trước đèn sau, áo sống là đặt không đặc biệt không gãy đó, đó anh em dọn vậy đi thôi chứ gấp có đẹp nè đó. Coi vào số nữa nè, dọn vào số luôn. Đẹp ghê chứ đó. Rồi ok anh em nhé, chốt luôn.